còn Thượng Dương Hoàng hậu. Tội tư thông quốc tặc, xin thay nương phê chiếu, trả hình theo quân pháp. Hoàng tế chấp, dù sao khanh cùng Thượng Dương cũng là nghĩa thông gia. Ta Mâu Thái hậu, thần thọ chức bình chương quân quốc thái sư, làm vì dân vì nước, gắng sức và lo cho nước cho dân, chứ chẳng phải vì áo mão đai cân lòng chẳng muốn cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lũy hàng vạn quân dân chiến sĩ, ngày qua ngày, đêm từng đêm, giao nối giao gươm kề gươm dành với giặc từng tức đất thần thương. Thế mà ở nơi chôn cùng chương lại có kẻ bán máu dân mưu cầu hiệp chỉ. Mà xin thái hậu chém đầu thần trước.